bên kia là có cái ghế luôn. Ôi, anh Long làm gì anh? Bàn tiệc này anh dành cho em có đủ để gọi là bồi đắp cho những cái đau đớn của em không? Bù đắp những cái đau đớn không luôn hả? Xác thịt đau một mà tâm hồn đau tới 10. Tổn thương quá rồi. Không cho cái địa chỉ gì mà hơi bị khó kiếm, mình chạy nãy giờ bị lộn đường rồi. Chả biết đường ở đâu luôn anh. Lạ thật sự rồi. Phải quẹo đây không ta? Tôi trống anh. Hello. Đường cứ xuống chuyện vậy. Yeah. Này cay cúng. Cay cúng quá trong ngoài. Sorry. Nghe nói là có hồ bơi á. Chúng cho tôi tắm rồi. Cho anh Tuấn biết cái nào là lễ hội. Thằng tới cho Tuấn. Làm gì có khách sạn nào đây anh trai? Anh thấy là địa chỉ anh như là đây đó. Địa chỉ nào? 109/17/17. Ủa đúng không anh? Đây là phải khách sạn nào? Để anh gọi cho anh Hùng coi. Này bự chưa? Này giống như là biệt thự. Ảo vậy cha, có khi nào lộn địa chỉ không anh? Để ra ngoài cái anh gọi đây. Lớn quá vậy. Quá wow. Gọi hình như số này không? Gọi thử ảnh đi em. Số này đúng không anh chị? Ờ ok. Ồ xịn nhở. Hàng chi nãy thanh niên này đi với một cô nào đó. Ây dạ. Đây, bất ngờ dành cho anh em. Ở villa mỗi người một căn. Vào tròn đi. Mỗi người một phòng. Đúng, mỗi người một phòng vào tròn đi các em ạ. Ừ. Cầm. Không gian ở đây thấy ok chưa? Rộng rãi không? Đó, ở đây có một cái đèn năng lượng mặt trời nè. Tối là tự nó ấy luôn. Ờ. Đó, không gian cây xanh rất là đã. Có bếp lò để mình nướng nè. Nướng đồ nướng. Đây là bàn để mình tối mình ngồi ngoài này. Xích đu, đồ vỉ kẹp nướng nè. Có giường đây là xích đu đó, Tuấn với Dương ngồi là đẹp. Để mình hồ bơi nè cả nhà. Đó. View đẹp ghê luôn á. Bên kia là có cái ghế luôn. Anh Long làm gì anh? Trời. Tuấn. Tuấn mà. Tuấn mà anh cái Phạm Văn Hai rồi. Trời ơi. Trên xe là anh với Trung đã nhớ rồi, đã ghim rồi. Ôi. Đó mà. Nói chung thì hôm nay Tuấn sẽ là người test hồ bơi đầu tiên trong nhóm. Đạp xuống hồ bơi. Má không em? Nói chứ nãy giờ mình me Tuấn rồi. Rồi đã nói với Trung rồi. Sao mà kỳ vậy á? Sao mà có pha này được hay anh trai? Ai biết đâu. Anh cũng bất ngờ chứ, đáng tính đi vòng vòng quanh review Võ Sư Long làm 1-1. Nãy anh đã hỏi anh Hùng là có hồ bơi, anh Hùng tiết lộ là có. Nên anh đã me với Trung rồi. Không, nói chung thì ở đây là không gian để mà cả nhà vui chơi rất là đã. Ngoài lạnh hơi lạnh thôi. Ngoài không gian này ra thì còn nhiều căn lắm nên cả nhà ơi. Thì số điện thoại của chị mình á là 0975
493838 hoặc là cái đây là Facebook của chị mình nè. Tưởng nhảy xuống nước chạy ra ngoài liên hệ để mà đặt những cái villa này. Ở đây nhiều bà chị mình cũng có vài căn cả nhà, hoặc là có liên hệ với một số nơi khác nữa, cho nên cả nhà cứ yên tâm là sẽ không thiếu nè. Chỗ đâu. Thôi anh Lộc ơi, chắc là anh ra ngoài anh lấy túi đồ vô rồi Tuấn lúc đó cũng lên bờ, là cá sấu lên bờ là vừa. Lên đâu anh trai à, ghê như thế nào thì gặp quả đó thôi, anh mới đem đồ cho em thôi, em hước cho anh cháy. Được, hôm nay anh sẽ mang đồ cho Tuấn nha. Dạ. Thì cái giá phòng ở đây cả nhà sẽ dao động là từ trong những ngày hiện tại mình đang đi á, là sẽ từ 2.5 triệu đến 3.5 triệu một ngày. Còn nếu mà mình cuối tuần á thì giá nó sẽ từ khoảng 9 triệu cho đến tầm 11 triệu. Nhưng mà nói chung là nó cũng tùy theo cái mùa du lịch hoặc là mùa cao điểm. Và cái mùa du lịch hoặc là mùa hè á thì giá nó sẽ khác nữa cả nhà. Nó sẽ được điều chỉnh. Mà chị mình thì rất là linh động. Chị mình sẽ, ví dụ mình đến trễ hay là mình nhận phòng muộn á thì chị mình cũng sẽ tính giảm giá. Hoặc là mình trả phòng sớm hay gì đó, chị mình cũng sẽ tính giá nó hữu nghị hơn. Nhưng mà căn như vậy thì để mà cho khoảng 5 cho đến 10 người, 5 đến 10 người ở thì rất là thoải mái luôn. Giờ mình sẽ vào trong để mình khám phá nha. Anh chưa là có đầu buồn. Gieo nha. Anh là người đạp lấy gì anh buồn. Gieo nhân nào thì gặt quả táo thôi. Vô luôn ơi nè. Vô chọn phòng luôn đi mấy anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá không gian trong phòng nha. Ồ, rộng quá Tuấn. Vô luôn em vậy vô. Cái mũ của anh đen là anh chay. Ờ. Rồi. Tuấn lấy phòng nào? Em ước rồi nên là em chọn dưới đây nghe. Lên lầu đi. Thôi dưới đây đẹp lắm anh trai, dưới đây ok nè. Wow. Ui. Đây quay cho cả nhà coi. Rộng lắm người, phòng là quá trời luôn á. Ở trên lầu quá em, trên lầu còn nữa. Ui, ở đây mát quá, ở đây đúng rộng luôn á. Nè bộ sofa nè cả nhà. Wow. Đó. Cả nhà đi mùa này vào những ngày ngày thường á, không phải là ngày lễ thì nhớ nha cả nhà, 2.5 triệu đến khoảng 3.5 triệu một căn. Còn vào những ngày cuối tuần á thì Tuấn thay đồ giá em sẽ cao hơn ha cả nhà. Kêu Dương tới. Một đêm. Rồi, đi lên trên nha. Đây phòng của Tuấn nè. Tao quay sơ qua cái coi. Được không? Wow. Phòng này nhìn ấm cúng ha cả nhà. Đây là phòng tắm. Mình nghĩ là ở đây phòng nào cũng sẽ có phòng tắm hết. Rồi, đi lên trên. Cái gì anh? Ở đây có là cái máy tạo sóng á chung. Cả nhà ơi, ở đây là có một chú thợ bảo trì hồ bơi. Chú mới chỉ mình cách để mà ai cha bật sục nè cả nhà ơi. Sụp ở trong hồ bơi nè. Biết nãy bật sụp lên là hắn đẩy Tuấn xuống. Anh Lộc bỏ chân xuống anh Lộc. Rồi, ok đi tiếp nha. Vào trong khám phá nào. Wow. Dễ nhớ. Ôi, có bao nhiêu cái công tắc vậy trời. Sáng á. Đâu mình thử lên phòng bỏ sư Lộc coi. Come on, come on. Không có sư Lộc trên đây. Ở đây à, cỡ Tuấn thì đứng là sợ bị đụng đầu á. Dạ. Đây là dưới bếp. Có bếp ga, có bồn rửa chén, chén đũa. Tủ lạnh luôn nha cả nhà. Hả? Còn hoạt động luôn. Ở đây còn có những loại nước để mà khi mà mình đói mình có thể dùng liền. Nước ngọt đầy đủ loại. Bia luôn nha, nước suối. Bánh. Có những cây súng phun nước nữa nè. Có bài nữa cả nhà. Có bài nữa. Lên phòng bỏ sư Lộc nào. Ồ. Wow. Phòng này có vẻ nó trần nó thấp quá anh Lộc. Anh thích thấp này nè. Dạ. Nhưng mà ở đây có cái view đẹp. Đây. View nào đẹp? Đây. Trời. Kéo ra nào. Ồ. Ở đây nó giống như là một cái cầu vậy. Các bạn có thể đứng từ đây bạn nhảy xuống. Thôi, thôi không được anh chết luôn ha. Đây hồ bơi nãy nè cả nhà.
view nhìn từ trên cao đẹp á. Trong đây mình chụp hình thì quá ok rồi, sống ảo tuyệt vời. Đây một phòng view nè, có máy lạnh luôn nè, phòng tắm luôn, toilet yes. và tivi yes, rất là đầy đủ. Đây phòng tắm, hello, đầy đủ hết. Mình sẽ làm một cái clip đi quanh cái villa này. Cái này gọi là cái villa cả nhà ơi, chứ nó không phải là một căn phòng trọ hay là một căn nhà thuê. Nó rất là rộng nè, có mấy giặt luôn. Chắc là giếng trời quá ha. Dạ đúng rồi nè, mát quá. Ở đây phải đồ hả? Mới đồ phải chăng mới thay đổi. Phơi đồ rồi, Tuấn ơi, phơi đồ rồi. Có máy giặt luôn nè. Không gian này thì tuyệt vời. Trung, Trung chọn được phòng chưa? Trung nãy giờ lên cắt đồ rồi. Dạ. Đây là Trung. Ok. Cái này thì ngang về ngang cho mình. Thôi đã. Bảy nhanh, cái này là bảy nhanh. Đây có khăn nè, khăn này là để 7 nhanh 20 tắm biển á. Tắm biển á. Tuấn mới bật cái đồ sụt nước á Tuấn. Thôi, đã tối đi em ơi. Tối đi, tối. Cái này tầm nó có cộng tăng. Căn này hơn 100 mét vuông, tầm gần 150 mét vuông hết nhỉ. Ừ. Quá nó. Ủa trên đây mấy phòng đây? 1 2 3 phòng luôn. 3 phòng dưới một phòng, 4 phòng dưới kia phòng, nó 5 phòng. 5 này phòng. Một, này một gia đình mình nhớ là 10 thoải người. Luôn. Đúng 10, rồi, 10 người thoải mái luôn. Có con á. Có con ở cũng được. Đây. Phòng tắm, phòng này cũng có phòng tắm, cũng có máy lạnh luôn. Cũng có máy lạnh. Cũng có giường, cũng có tivi luôn, đầy đủ luôn cả nhà ơi. Đây là ban công. Wow. Ban công này có view nhảy xuống nữa thanh niên này. Đâu rồi? Đứng trên này nhảy xuống hồ bơi được á. Tuấn rồi, chắc Tuấn bên kia hả? Nhưng mà cỡ nhìn Tuấn nhảy thì nước tràn bà đê luôn á. Nước văng qua nóc. Em nhìn xuống cái sự thù hận của em đây. Không, ban ngày thì cũng không thấy rõ ha. Có nhiều loại đèn. Đó. Giống như một cái phòng về tối vậy cả nhà. Rồi qua bên đây nha. À, phòng bên này thì mình thấy có cái tủ nữa. Cũng có máy lạnh. Mình cũng quá có êm phòng tắm luôn. Đây máy lạnh. View này. Để em quay cái phòng tắm trước cái anh Lộc. Đây. Mình biết là những cái phòng tắm nè, rồi nhà bếp rất là được những chị em phụ nữ quan tâm. Cho nên mình sẽ quay kỹ mấy cái này luôn. Ủa, phải cửa. Cửa này. Anh Lộc, nhìn cửa nè. À. Cửa đó. Cửa để che đó anh. Nhưng mà đây là cửa trong suốt cả nhà ơi. Rồi. Qua bên view kia. Cửa này có như không? View đây. Đâu? Trời ơi, hơi nắng. View này thì cũng ôi, cái ngọn kia là ngọn gì vậy? Hải đăng hả? À, không phải, hải đăng đâu thấp vậy. Tỉnh chúa phải không? Ok. View bên đây nữa. Rồi thôi mình qua bên kia đi anh. Tắt đèn đi. Ở này không có tivi, tivi tháo. Rồi phòng master này. Phòng này chắc là master rồi. Rồi chị, phòng này là phòng master nè, phòng này là phòng lớn nhất trong cái nhà này. Đó, phòng này thì vợ chồng và hai con nhỏ có thể ở được. Không những vợ chồng và hai con nhỏ ở đây có điện nữa. Ví dụ mà nếu mà gia đình đông người quá thì mình có thể trải ở đây mình nằm luôn. Hoặc là mình đi bàn theo nhóm bạn ở chung. Đúng rồi. Sức chứa cái phòng này có thể lên đến tầm 6 đến 8 người luôn á. Đó. Nếu mà trải đệm này ra nè. Nếu mà trải ra thì này phải nằm được tầm 3 người cái đệm này. Cái này trải. Còn bên đây nữa nè. Là mình đi đó. Đi vào cái mùa cao điểm á thì nếu mà đại gia đình mình ở thì nó vẫn thoải mái nè. Nè thì bây giờ mọi người cứ suy nghĩ nha. Ví dụ mà giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. 3 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi đi. Thì mình đi khoảng 10 người thì tính ra một người chỉ có 300 ngàn thôi. Cũng giống như là tiền mình thuê nhà nghỉ ngoài rồi. Nhưng đó. Mà được cái là thuê ở villa hay là thuê biệt thự khách sạn, thuê
Như biệt thự như này á thì mình có cái không gian riêng tư nhiều hơn. Riêng tư. Tức là mình không phải gặp những cái khách khác, chỉ là gia đình mình thôi. Nó thoải mái hơn. Bún ăn hay là sinh hoạt mọi cái nó đều trong bó gọn trong phạm vi gia đình. Có bếp vô nè. Đúng rồi. Nướng, làm. BBQ, hồ bơi. Không phải wifi phát luôn. Để mình coi cái phòng tắm này. Ủa cái tủ à. Tủ này lớn ghê. Trên cao ai mà nói. Đây nhà tắm. Rồi phòng này độc đảo quá trời đã luôn. Tối nay nhường chung ở phòng này luôn á. Ừ. À hai người kia ở phòng dưới rồi. Ủa anh Lộc với anh tối nay em. Tối nay nhường em ở đây luôn, anh qua bên mấy phòng kia anh ngủ cũng được. Anh qua bên phòng kia anh ngủ. Để cho em trải nghiệm cái cảm giác master nhất. Trời ơi. Đúng rồi, lâu rồi, không có thị phạm á nhỉ. Đây. Mà phòng lớn quá, phòng lớn này ở một mình. Đúng rồi. Vậy tối nay em chọn phòng nào? Cho em chọn á. Em chọn em với anh. Hả? Phải em chọn với anh đó chứ. Phải chung. Rồi. Ở đây có chọn lên trên lầu. Nhưng mà cái này thì không phần sự á. Không phần sự miễn leo. Rồi thì đó là cái không gian của nhà của chị. Anh trai gì mà anh trai. Tuấn, em Nhiễm Tuấn rồi đó. Không gian ở nhà của villa của chị mình cả nhà ơi. Nếu mà ai muốn đặt thì có thể liên hệ số điện thoại mình để ở đây, hoặc là mình liên hệ qua Facebook của chị thì mình có thể thương lượng giá, cũng như là sẽ deal giá giảm xuống nếu như mà cả nhà mình đi trễ, mình nhận phòng trễ, hoặc là mình trả phòng sớm, hoặc là nếu như mà cả nhà muốn check out trễ nữa, mình trả phòng trễ cũng được luôn. Chị mình sẽ tính cái giá rất là hữu nghị cho cả nhà ha. Ok, thôi đi xuống. Mà đã luôn. Đây, trời ơi, nhìn này góc từ trên cao rộng lắm. Phê ghê. Bàn ăn ở trong nhà có, ngoài cũng có luôn. Ừ. Đầy đủ. Dạ. Yeah. Không, cái này chắc không. Tuấn công chúa đang ngồi nghỉ mát rồi. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ lên kế hoạch để đi chợ sắm lưới cả nhà. Mua hải sản và đã chuộc lỗi với người em. Người em đã phải hy sinh một bộ quần áo rồi cả nhà. Chưa. Anh em ơi, mình sẽ nói to xíu để thu vào cái điện thoại này. Bây giờ đây là chợ sắm lưới. Nãy Tuấn nó có một quay xe để đầu xe đó là nó cuốn. Thì những ai mà mình đến đây xe hơi mà không đậu được đây nha cả nhà. Đậu đây là có camera công an đô thị còn xuống hốt á. Mình rút nó xuống này, chỉ đường mình đó là mấy ngày thường á thì mình qua bên kia đậu đó, dọc đó hoặc là dọc bên phải nữa, là có thể đậu dọc ở đây rồi mình khóa xe kỹ lưỡng rồi mình đi vô, và mình có thể coi cho một người qua xe. Bây giờ mình vào trong để khám phá hải sản ở đây nha. Em đang đi tham khảo giá trước. Mực rồi mấy cái đồ của mấy ông bạn. Đây mình sẽ có hải sản tươi sống. Nay ít người cả nhà. Nay ít người. Một số là con ít nhiêu ký vậy. Triệu tư. Đặt cột mỡ này nhiêu cô? 200 nè. Rồi thôi chắc mình mua luôn đi. Chung anh em mình là đàn ông không à. Đi chợ cũng không biết Này ghẹ xanh anh mắc hơn. Dạ. Ghẹ xanh anh mắc hơn ghẹ này. À quen
rẻ hơn cái con này mà nó nhỏ hơn mà nó mắc hơn. Biết sao không? Nó bự với rẻ tại nó ốm. Còn là 100% nó chắc cái que cũng bỏ mà nó 80% không? Cũng có 2.000 đẹp. Mua làm cái mắt này là kỳ bự như này đó. Cô rao chắc cô rao dữ quá nên cái giọng của cô bị khàn luôn á. Sao cô biết? Trời ơi, buôn bán mà không có sao biết được. Này đợt này, đợt này. Mình đợt mình lấy dạ trái đi. Nhưng mà tại sao em lấy dạ trái anh? Mình em ăn dạ đực nè, em ăn dương được đó. À. Chung là ăn quay lý đó. Là đủ một tí rồi đúng không? Xanh này nè. Rồi làm món gì? Hấp thôi, mà chịu hấp. Hấp đi. Ăn chung số món hương nè. Con cái chết tỏi. Mua tôm mà nước ốc luôn là me, mua cái tỏi. Nó bốc con cũng bốc mà. Bốc. Bốc cái mưa. Cô bán tới mấy giờ? 9 giờ, 8 giờ rưỡi rồi. Dạ, dạ. Cho một bạn có theo dõi kênh. Ở đây có nhận đóng hàng về thành phố không? Ví dụ gọi điện cho em hả? Hay sao? Số điện thoại đây nè cả nhà. Tiệp ghẹ. Em làm đây lâu chưa? Ô, còn chủ luôn rồi, chuẩn luôn. Nay tụi anh quay một cái clip khám phá chợ cũng như là mua về cho anh này anh ăn hết luôn. Mình anh ăn chắc 4-5 kg rồi đó. Bên đây có sò huyết với hầu nè Hùng ơi. Đây có ủng hộ bạn gái. Hầu với sò huyết này cũng ok nè. Sò huyết, sò huyết cồn và một là gì, đây là sò điệp, sò điệp, sò điệp. Hai là hàu cũng được, hàu ở đây thấy to. Ê, chị lấy 2 kg nhưng mà chị tính tiền 1.5 kg. Lấy con lại đó, 480, 360. Bây giờ mình sẽ nhờ mình đưa cho bé luôn nha. Đúng rồi, đưa cho chị luôn. Mình sẽ nhờ bên hàng của bé có theo dõi kênh chế biến cho mình, rồi lát nữa khoảng 1 tiếng rưỡi mình quay lại mình lấy. 1 hour later. Mà tù mình mua hình như rửa chân cái cả nhà ơi, 7-8 lần quá. Anh em đâu rồi, muốn thấy cánh tay của các anh em à. Nay chúng ta sẽ làm một buổi liên hoan nho nhỏ. Tuy không đầy đủ các anh em nhưng mà hôm nay là một ngày dài rồi, mình phải tẩm bổ để chuẩn bị sức cho ngày mai thôi các anh em ơi. Rồi, thì sau cái cú đạp vừa rồi, bàn tiệc này anh dành cho em có đủ để gọi là bồi đắp cho những cái đau đớn của em không? Bồi đắp cho những cái đau đớn. Không luôn hả? Xác thịt đau 1 mà tâm hồn đau tới 10. Tổn thương quá rồi. Nghĩ tới người anh thân thiết yêu thương mình mà đạp mình cỡ vậy. Nó ngó lên trời. Đạp xong rồi còn đứng cười. Trời cao mò thơ. Chị lâu lâu mê lắm. Chỗ đùi cười hành hạt. Rồi, rồi. Chứ hôm nay là buổi tiệc thân mật. Cũng như là để cho Tuấn bù đắp lại những gì mà vất vả ngày hôm nay rồi. Vô nào anh em, cùng ly. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi. Yeah. 2, 3. Vô. Tuấn đâu? Ở gần đây có cũng nhiều khu villa cả nhà, cho nên là có những gia đình bây giờ họ nhậu. Đúng rồi, họ nhậu và họ hát karaoke. Có một số villa sẽ có thùng karaoke nữa. Ở bên nhà của chị mình cũng có luôn nha. Giờ mình sẽ vừa ăn và vừa nói về những cái căn villa này. Rồi ăn đi anh em. Mời xin chứ. Rồi. Anh xin phép chị chia. Mời sư huynh tiếp theo. Ồ. Muốt ngồi đi chứ à. Đó chấm muối tiêu. Sò huyết. Ừ.
Đỉnh rồi Tuấn ơi. Giống như muối ớt xanh. Sốt chua ngọt. Cái này là giống như là cái gì anh? Bật nãy mình với Tuấn tính thiết kế một cái phao để mấy anh em ăn ở dưới hồ bơi, nhưng mà không kiếm được. Em cũng quốc một miếng mạch tuột đen chay à? Ừ. Anh lâu không? Ừ. Thêm rau răm vô nữa anh em ơi. Quá đã rồi. Thiếu Dương, thiếu Dương. Nên khoảng trống mình sẽ dành cho Dương. Kế Tuấn á. Này là chị anh em đi chợ đó mua là ăn cái còn rất là tươi. Mới về. Đâu tôm sú cò ấy. Rồi con tôm. Cái này đâu phải tôm sú cò đâu. Tôm sú thôi, không cò. Trời ớt nó cay. Trong đầu nó sao nó đen quá vậy? Dạch. Dạch. Ngon đó anh trai à. Anh em cứ ăn đi. Em đi. Thôi bù đắp cho Tuấn nè. Hey. Ôi ôi. 10 điểm anh trai ơi. Bù đắp cho Tuấn thì phải làm sao quên được chung. Hey. Thank you anh trai. Cây cũ quá, giờ sao ta? Ồ con này như là con đó bự nhất luôn chung. Chưa có mở cửa đi học nữa. Rồi chung mà tách ra sầu huyết nha cả nhà. Có vẻ như không có móng tay rồi. Rớt đó, cái chừng rớt xuống hồ nha em. Sò huyết này thì phải nói là sai quá cồ rồi. Sai mà mình thấy những quán sò huyết 30k đến 40k vỉa hè đó nha. Thì nó rất là nhỏ. Nó nhỏ chắc gấp 1/4 con này. Còn sò huyết này to quá. Sò huyết này tới 400. Rồi thịt đầy nha. Thịt đầy. Dứt nào. Cái này phải chấm gì? Con này nó cứng đầu quá. Cứng quá nè. Thôi vậy ăn con khác đi em. Để con nói lại đi. Đây, thịt tôm nha. Tôm này có vẻ không bị rục, không bị bở. Chấm với muối tiêu. Yes. Muối tiêu chanh. Muối tiêu tắc. Muối tiêu chanh. Wow. Quá sát đã. Trung đưa Tuấn gỡ trong chợ Tuấn rồi. Khỏe vất vả rồi. Tại vì em không có móng tay. Nên là hơi vất vả. Đó nó sắp ra rồi em. Rồi. Ra rồi. Chảy nước chưa? Ghê quá, ra rồi. Trời ơi, nó lại ấp luôn kìa. Chết rồi. Đúng là thành quả của sự cố gắng. Cái này phải uống cái muối tiêu chanh. Đây, muối tiêu chanh đây. Chấm rồi em ơi. Sao không thấy hơi sò đâu mà thấy tay không? Nè. Các bạn nào thích ăn sò huyết điểm danh. Đó, cả nhà thấy không? Chỉ với khoảng... Vậy. Như đây là hải sản là khoảng tầm 1.5 triệu đến 2 triệu cả nhà. Đó, nhưng mà mình có thể gia đình xâm vầy ngồi ăn với nhau trong một cái không gian rất là chill. Rồi, cảm ơn em. Mùi huyết ngọt quá. Mình thấy buổi tối á, ví dụ như mà mình đi du lịch Vũng Tàu thì có một số người sẽ đi ra nhà hàng hoặc là những quán hải sản hoặc lẩu ban đêm. Nhưng mà nếu mình có một cái căn nhà villa bự như vậy nè, không phải ở khách sạn thì không thể nào được rồi, nhưng mà mình có một căn villa thì mình có thể gọi những món này và ăn cùng với gia đình, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mình đi chợ hải sản xóm lươn, nhưng mà kiểu nó tự nhiên á. Dạ. Nó làm cho gia đình mình khăng khít. Đúng rồi, kiểu như là thấm đượm tình cảm. Em đã đi ở đây 2 lần và em rất là muốn quay lại với cảm giác mà đi cùng với gia đình và các con anh. Cháu thì có thể mời ông bà ăn những cái càng ghẹ, còn mình thì ăn những cái thịt tôm. Yeah. Để thể hiện sự kính lão đặc thọ. Quá đã luôn. Nghe có gì đó nó sai, có gì đó nó hơi châm biếm anh em mình. Không sao. Ý là Dinh. Này. quá đã rồi. Bỏ tư lòng kiểu bó tay này. Nói vậy mà vẫn ăn thua rồi. Trời ơi, thịt con này nó dính với vỏ ghê luôn nè. Nó không muốn tách rời. Chắc quá rồi. Kiểu như nó dính, gọi là nó sát cái vỏ luôn, thấy không cả nhà. Bóc mà nó rớt thịt ra luôn. Không bị ốp. Em mới cho manh nè. Nói gì nói thì Tuấn cũng xa cái này quá. Mời Tuấn. Em bóc cho anh Lộc hả?
chứ sao nữa anh. Vậy anh ồ chung cũng có rồi. Thôi, mình tự ăn. Hay à. Chấm mực ớt. Anh chấm cho em nè, anh chấm cho em nè Tuấn. Đó. Anh đang đi để em bóc cho anh lọc thôi. Anh mới cho em con ghẹ. Rất là tuyệt vời. Ui, cho đường không nhỉ? Mưa ớt này. Mình thấy nó giống như đường vậy á. Ngọt lắm anh. Ngọt lắm. Chắc là chè. Thì quyết định cho muối tiêu chanh. Ừ, món muối tiêu chanh chấm tôm vẫn là chân hải. Tuyệt vời rồi, tuyệt vời rồi. Mình thử con ghẹ đi. Đây. Ghẹ này là ghẹ gọi là giá best nhất luôn á nè. 750 Con này con... Ôi dồi, con này con chắc có gạch rồi. Con cái rồi, con cái. Bắt nó. Rồi. Con này mang bánh canh ghẹ thì hết sảy. Có gạch nhưng mà hơi không nhiều lắm. Vẫn là cái mùi béo ấy. Anh trai của em. Dành cho anh à. Anh Niên này bóc sao để loại chỉ đơn đúng rõ luôn. Em không biết sao nó sẽ làm sao luôn. Thôi đây em bóc ra cho anh. Thôi anh cũng không có kén chọn đâu. Dạ. Được Tuấn bóc là anh vui rồi. Dạ đây em. Anh Lộc ơi. Hai miếng lượng. Ồ. Đây còn miếng lớn nhất này. Cái phù nhất này em trai. Nghe mùi tai của Tuấn rất là thơm ở nhà ơi. Okay. Miếng đó thì anh ăn thử đi anh Lộc, anh ăn thử cái miếng tôm đó đi. Tôm to quá ha. Ừ. Mà thịt này thì không phải là tôm cũ. Tôm này chắc là vừa mới ngột thôi cả nhà ơi. Nó không có còn nhiều nước. Mình bóc bên trong cái đậu ra thì nó khô, nó không có nhiều nước như những con tôm khác. Nhưng mà ăn vậy cũng ok. Giá thì 300 mấy, 360, 340 gạch anh trai. Mời anh. Ăn hết đi. Đây em chấm cái này ha. Ok. Ui ơi ơi. Đây cái chén anh Lộc, em bỏ vô cái chén cho anh Lộc. Anh em nào muốn mời anh Lộc thì mình gấp một cái chén nè để anh Lộc dễ ăn. Ok, mấy anh em. Thôi. Trời ơi còn nữa nè. Anh em quá là tắm được tình cảm rồi. À. Con này là chắc con này là đực. Con đực. Gạch. Trời ơi khủng khiếp. Lâu lắm rồi chúng ta mới có anh những buổi hàng huyên như vậy. Tuấn ăn đi em, Tuấn quá nhiệt tình rồi. Buổi này thì anh em mình không phải thử thách đâu. Mình chỉ việc ăn xương xương thôi. Sau đó mình bơi hồ bơi. Mình móc súng nha, mình bắn nhau. Súng trong kia. Súng trong kia chứ mà súng. Súng đồ chơi đó cả nhà. Ôi béo. Ừ. Quá. Mà béo rồi. Mà cái này kiểu như mua và ăn liền á, nó sẽ ngon hơn. Ngon. Kiểu giống như những con ghẹ nó đang bơi tung tăng ở trong hồ nước phía sau nè. Vớt lên. Mà đang còn nóng á. Ừ. Không thì lâu lâu ví dụ mình chịu chơi, chịu chi xíu. Mình để tiền, mình ở villa nè. Ừ. Xong rồi chụp hình sang chảnh cũng rất là ok. Rồi. Ô ghẹ mà cái gạch nó màu xanh thì sao ta? Mình để tiền rồi mình nó vào villa. Đó, phải chồng. Mình tắm hồ bơi. Rồi mình đạp nhau. Đó. Em mới vừa tính bóc miếng sò huyết mời ông ăn. Ông anh kêu đặt nhắc tới vụ đạp em. Nói thiệt với chung là kiểu như anh đi dạy anh cũng tập nó không còn như lúc trước á. Nên anh muốn đạp Tuấn anh cũng phải dùng cả 100% công lực á. Tuấn giống như là một cái tảng đá vậy cả nhà. Ok. Em vẫn đang tính mời anh. Tuấn rất là cứng. Nhưng mà khi mà Tuấn rơi xuống thì Tuấn nhất éo lả. Em đang đứng nhảy nhót mà anh trai. Wow. Đây là Tuấn. Rất là cảm ơn Tuấn. Quá chắc rồi. Ghẹ xanh này. Em quá... nghĩ là như vậy. Ghẹ xanh này quá chắc. Anh em mình sẽ review hết các món ở đây đi. Xong rồi cái mình sẽ kết thúc clip ở đây. Để Võ Sư Lộc có thể ngồi cùng bàn và anh em mình nhậu. Anh em ăn cùng. Đó. Chứ để anh đứng một mình vậy em cũng thấy buồn. Chứ anh cũng no quá. Mấy anh em ăn đi. Nhưng mà ăn review hết thì clip nó sẽ rất là dài. Ừ, ý là nếu mà mấy anh em có lòng thì mời anh vô thì anh ăn. Đó, phải vậy chứ. Nhưng mà anh ăn thì giờ anh cũng không thấy ngon nữa. Anh chỉ thấy cảm nhận qua tấm lòng của mấy em thôi. Sài Gòn luôn. Kể lại những câu chuyện lái xe thì nay mình cũng có nhiều kỷ niệm. Cũng có mớ chuyện lái xe.
cũng khá khá cũng khá khá tại vì đây là lần đầu tiên anh em mình kiểu như lấy xe đi phượt á, xe này là xe hơi của mình cả nhà đó, cho nên là sẽ đây, chiến mã đây anh em cũng có bằng lái hết, anh em ai cũng có bằng lái hết, cho nên nhưng mà lâu không lái cả nhà. Đúng nên rồi. Bị lên, hơi bị cống luôn á cả nhà, mình xém đụng chiếc toàn thắng chung xém múc cô đứng ở đoạn đỏ cho. Nhưng mà mình vẫn tin tưởng và giao cho anh em lái, chỉ mong là anh em hãy ok anh trai, em đâu có mắc lỗi vị trí đâu anh trai. Đúng rồi, đúng rồi. Tuấn thì rất là cứng rồi, kiểu như Tuấn làm trong môi trường mà hay có xe hơi đó thì Tuấn sẽ dê xe cho những người đó cả nhà, dê xe vào bãi này kinh kia, nghiệm Tuấn chung đang ăn món gì đây mà rất là tỉ mẩn này. Càng ghẹ ghẹ này có thứ gọi là anh em con mà đắt luôn, dứt đi em, dứt con ghẹ của anh đi. Anh em thấy là nó có đúng với cái giá nó không anh em? Cái này vỏ bự nhưng mà anh thấy nó đây nè, cái con nó hơi nhỏ nha. Đây mình gấp một lần hai hít luôn nên cân lên, nó Tuấn nó mới bị nặng ký nhưng mà ít ít thịt. Dạ đúng là 80.000, có giá của 80.000. Vỏ không ngâu hấp xả ngâu hai rồi hấp thái cay cay có thêm rau răm. Nhưng mà theo em thì món bên này mình nên hấp xả thôi. Hấp thái tôi không ra gì hấp thái. Cái này nó vẫn còn cát. Ăn mình thấy nó còn đào đào không miệng á, thì mình lấy liền mà mình đâu có thời gian để cho nó nhả bớt cát ra đâu. Dạ cũng phải người ta mua và người ta sẽ ngâm, sẽ ngâm ớt không? Hoặc là nhà hàng người ta sẽ bỏ vào bể á, nó cũng đã bớt cái cát của đi. Wow quá trời hết. Nè sẽ tặng ai chung trong miếng này? Em sẽ tặng người anh của em tại vì đứng đây. Đúng rồi, chị rồi em lòng. Trời hay quá, thịt cua gọi là đầy ắp thịt cua luôn, đầy ắp tình cảm. Này anh cắn sẽ nó đi. Anh sẽ nhận của nó tự cung. Có cái mồ hôi tai của Trung trong đây. Trời đó, nó lại đắt rồi đánh chơi. Ăn vào tuy nó mặn nhưng mà nó thấm đượm tình cảm. Nó là mặn 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 hả? Ủa ai chấm sẵn gì? Nhân tiện thì anh xin bút lịch Trung và Dương cuối năm này bưng quả cho mình. Gắt đấy. Trời đó ơi gì à? Trung và Tuấn ơi, nói sai tên. Không lẽ giờ em nhảy xuống đây đặt đầu cho anh vừa lắm. Bây giờ trong đầu anh sao cứ nghĩ tới Dương không à? Vậy mà anh đòi lấy người ta. Ok. Có khi nào cô dâu là Dương không anh? Quá vui rồi. Cuối cùng thì người anh đã chịu lên xe hoa. Lặng làm đứng nhìn khi anh đã bước lên xe hoa. Lòng tôi trực hoảng, các còn lại nhói đau buốt từng cơn. Khi anh đi cũng chỉ để lại một lát thôi không từ giả. Chỉ càng về đêm ngày càng nói đau khi tim ngày đêm đang vượt vã. Vô cái nào mấy anh em? Vô nồng máu quá rồi. Chúc mừng Võ Sư Lộc cuối năm nay lấy vợ. Yeah. Chắc giờ clip mình ngưng được rồi. Giờ anh nghĩ là anh Lộc nên ngồi xuống để anh em mình ok tâm nói chứ mình cũng review sơ qua các món rồi cả nhà. Thì mong là cả nhà sẽ thấy được sự lựa chọn từ căn villa này. Không chỉ là một căn đúng không Hùng? Sẽ có vài căn nữa để cho cả nhà có những cái sự lựa chọn riêng. Có thể đi với gia đình hoặc đi với nhóm bè bạn. Và nếu mà xa hơn thì chúng ta có thể đi với con cháu. Dạ. Xung bày. Đúng rồi. Rất là ý nghĩa và không gian thoải mái. Đó, nãy giờ như cả nhà thấy á. Nếu muốn tắm biển thì chỉ việc đi khoảng 400-500 mét hoặc là đúng rồi một cây. Khoảng một cây là cao lắm rồi cả nhà. Tại vì mấy nhà này cũng nằm gần thôi. Đúng rồi. Xong rồi tắm biển xong rồi đi bộ về, hoặc là mình bữa mình đi xe thôi luôn á, mình đi xe du lịch chở gia đình ra, xong rồi cái tắm biển xong rồi lên xe chịu ướt một xíu, xong rồi cái trở về bình thường. Rồi thì chắc mình cũng okay. Xin được kết thúc cái clip review villa cũng như là ăn hải sản ở đây, và anh em mình sẽ tiếp tục cùng ăn, và nếu được thì có thể sẽ nhậu vài lon để cho nó ấm áp tình huynh đệ nha cả nhà. Yes. Rồi kết thúc clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Love you. Rồi.